Chào các bạn, hôm nay chúng mình cùng khám phá về chủ đề những loài sứa độc nhất hành tinh. Nọc độc của chúng còn đánh bật cả nọc độc của loài rắn hổ mang và giết chết 60 người cùng lúc. Chúng thật đáng sợ phải không nào? Sứa là loài chứa các tế bào gây đau nhức trong các xúc tu của chúng mang tên nematocyst. Cơ chế gây đau nhức được kích hoạt chỉ bằng sự đụng chạm nhẹ. Nọc độc càng mạnh thì tốc độ lan truyền càng nhanh. Người ta cho rằng chúng lan truyền chất độc nhanh hơn tốc độ viên đạn được bắn ra từ một họng súng. Sứa dùng chất độc để săn mồi và bảo vệ bản thân. Phần lớn các loài sứa không nguy hiểm nhưng một số loài có thể gây chết người. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về một số loài sứa phổ biến trên thế giới. Thứ nhất, sứa tầm ma biển. Bề ngoài chúng có kích thước rất lớn và có một sắc rất bắt mắt khi nhìn vào. Loài sứa có tên Sea Nelly, hay được gọi là sứa tầm ma biển vì hình dạng cơ thể của chúng giống với tầm ma. Chúng có tới 24 xúc tu và chiều dài lên tới 1,8 m. Chất độc bơm ra từ những xúc tu đủ để khiến đối phương cảm thấy đau nhức, nhưng thường không ảnh hưởng đến tính mạng. Loài sứa tầm ma biển này thường được tìm thấy ở những vùng vịnh Chesapeake thuộc vào Viện Đông Hoa Kỳ. Tiếp theo trong danh sách là sứa bờm sư tử. Loài sứa này có kích thước khổng lồ và chúng sở hữu hàng nghìn các xúc tu lớn nhỏ. Sứa bầm sư tử có ngoại hình rất đẹp mắt và chúng nó gây được sự chú ý đối với những người đi biển. Loài sứa này thường có kích thước rất lớn và những xúc tu của chúng có thể rất dài. Hình ảnh một con sứa bầm sư tử với những xúc tu dài trông thật đẹp mắt. Mặc dù sở hữu hàng nghìn xúc tu như vậy, nhưng chúng bơi một cách rất uyển chuyển và nhẹ nhàng. Sứa bầm sư tử là một trong những giống loài có kích thước khổng lồ. Những con trưởng thành có đường kính lên tới 2,4 m. Và những xúc tu của chúng có thể kéo dài tới 30 m. Có thể coi đây là một sứa khổng lồ kỳ quái và thường tụ tập thành những đàn lớn. Bụi sứa bầm sư tử cũng là loài gây chết người, chỉ với một cú chích cũng đủ khiến con người tử vong. Chúng cũng được coi là loài khá nguy hiểm đối với con người. Và tiếp theo trong danh sách một loài sứa rất đặc biệt có tên là sứa mặt trăng. Đây là loài sứa khá phổ biến, ngay cả khi bạn ở trong bể bơi cũng dễ dàng gặp chúng. Vào buổi tối thì chúng phát ra những ánh quang giống như ánh trăng vậy. Thi thoảng chúng ta còn gặp chúng ở trong bể bơi, nhưng bạn nhìn kỹ mới thấy được chúng. Loài này cũng tập trung thành những đàn lớn. Trong lòng nước biển tăm tối, chúng phát ra những ánh sáng mờ ảo như những ánh trăng. Thật là đẹp phải không các bạn? Sứa mặt trăng cũng chích người, nhưng với hàm lượng độc tố khá nhẹ và không được coi là nguy hiểm đối với các nhà khoa học. Chúng thường bị những ngư dân và người đi biển phóng đại là loài gây chết người. Trên thực tế, sứa mặt trăng là loài vô hại. Tiếp theo trong danh sách chính là loài sứa Kruganzi. Đây là một trong loài sứa rất độc. Độc tố của chúng có thể gây chết người. Loài sứa này chúng còn có tên gọi khác là Potiviusimenoa hay Fissilia fissilis. Loài sứa lông châm có tuôn và nọc độc gây đau đớn dữ dội và gây nguy hiểm đối với con người. Chúng sở hữu vẻ ngoài đẹp mắt nhưng lại là một trong những loài sứa gây chết người nguy hiểm nhất thế giới. Vết chích của chúng như một vết đánh bằng roi da khiến người ta đau đớn trong vài ngày. Hình ảnh cho thấy một nạn nhân bị loài sứa này chích. Vết thương khá là nghiêm trọng. Nọc độc của loài sứa này rất nguy hiểm, chúng có thể gây sốt và choáng, khiến tim và phổi của nạn nhân ngừng hoạt động và có thể dẫn đến tử vong. Và đứng cuối cùng trong danh sách chính là loài sứa độc nhất hành tinh, chính là sứa hổ. Loài sứa sở hữu chất độc rất mạnh. Nọc độc của loài sứa này được cho là mạnh gấp 100 lần so với rắn hổ mang. Các xúc tu lớn bằng ngoài của chúng đều mang nọc độc, đặc biệt là những xúc tu của chúng. Những xúc tu của chúng rất lợi hại, chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng gây nguy hiểm tới tính mạng con người. Người ta cho rằng một xúc tu như vậy đủ để giết khoảng 60 người. Tố này có tác dụng rất nhanh và gây tê liệt tim mạch trong vòng vài phút. Nếu không được cứu chữa kịp thời. Sự đáng sợ ở loài sứa này là trên mỗi xúc tu của chúng chứa nửa triệu mũi kim tiêm với kích thước hiển vi. Trong đó chúng chứa các độc tố chết người.
Vâng, chương trình của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share để mình có động lực để làm những video hay hơn.